Xin chào các bạn thân thương của shop quà tặng thủy tinh phong thủy Thành DC. Nhiều video lưng xa của Thành được khán giả ủng hộ rất là nhiều, nên để tiếp tục thì Thành sẽ làm ghi một series về collection chakra được sưu tầm từ các tài liệu nước ngoài. Mong các bạn sẽ ủng hộ Thành nhiều hơn nhé. Đầu tiên Thành cũng xin nói lại về lưng xa con mắt thứ ba. Nó còn được gọi là lưng xa chân mày, là trung tâm năng lượng thứ sáu từ dưới lên, nằm ở giữa đầu, giữa hai lông mày. Tên tiếng Phạn của lưng xa con mắt thứ ba là Ayana, có nghĩa là nhận thức hoặc là ra lệnh. Vì kích hoạt nó sẽ cho phép chúng ta nắm quyền chỉ huy của cuộc sống của chính mình và có toàn quyền truy cập vào hệ thống hướng dẫn nội bộ của chúng ta. Và một số chức năng chính của lưng xa con mắt thứ ba chính là trực giác, sự sáng suốt, trí tưởng tượng, sức hồn, nhận thức về bản thân cũng như là sự tập trung. Màu sắc cơ bản của con mắt thứ ba là màu chàm, là sự kết hợp của màu xanh lam và màu tím. Màu chàm được coi là màu của sự chính trực, hài hòa, nhận thức sâu sắc về nội tâm và trí tuệ. Nhiều viên đá lưng xa mắt thứ ba màu xanh đậm và màu chàm sẽ được thúc đẩy những cái món quà tâm linh tự nhiên sẽ đến với chúng ta, nâng cao những giấc mơ sáng suốt và cho phép ta cảm nhận mọi thứ trước khi chúng xảy ra. Nghe đến đây thì chúng ta thấy rất là thú vị đúng không nào? Và bây giờ thì để không phải chờ đợi lâu, chúng ta sẽ đi nhanh vào chủ đề chính ngày hôm nay. Đó là cái bộ đá để mà rèn luyện lưng xa con mắt thứ ba. Thì chúng ta sẽ có 7 viên. Thứ nhất chính là thạch anh tím. Thì màu sắc của nó sẽ là tím nhạt, tím đậm hoặc là tím đen. Sẽ giúp cải thiện khi chúng ta thiền, nhận thức tâm linh, trực giác, tinh thần minh mẫn, căng thẳng và lo lắng. Cũng như là chúng ta sẽ tạo được sự tập trung, sáng tạo và khả năng tâm linh chúng ta sẽ phát triển. Loại đá quý màu tím này thì nó sẽ mở ra con mắt thứ ba của chúng ta ngày càng tốt hơn. Thạch anh tím sẽ giúp thư giãn đầu óc và nâng cao cái tinh thần của chúng ta. Nó là một loại đá hoàn hảo nhất để có thể cải thiện khả năng nhớ lại giấc mơ. Một giấc mơ sáng suốt là khả năng chiếu sáng của tinh thần. Thạch anh tím cũng là một loại đá bảo vệ sức khỏe rất là mạnh mẽ. Thì những ai chơi đá thì đều biết loại đá thạch anh tím rồi. Còn loại đá thứ hai chính là đá lapis lazuli. Màu sắc đặc trưng là chàm xanh lam, xanh lục hoặc là xanh tím than. Nó cũng giúp chúng ta trong thiền định nhận thức được tâm linh, trực giác, khả năng tâm linh, mở ra những giấc mơ sáng suốt và những căng thẳng lo lắng chúng ta cũng sẽ bớt đi. Nó là một viên đá bảo vệ, nó có thể giúp chúng ta liên lạc với những vị thần và mở ra con mắt thứ ba của bạn. Nó nhận ra được cái khối tâm linh và trả lại năng lượng cho nguồn của nó. Nó cũng là một cái chất tẩy rửa mạnh mẽ các cách tắc nghẽn của năng lượng Vì sao mà ta hay dùng nó để mà chữa lành cho các cái lưng xa của chúng ta bị mất cân bằng. Thứ ba chính là đá sapphire. Màu sắc của nó sẽ là xanh dương và xanh đen, tím, hồng, vàng, cam và xanh lá. Cũng tương tự loại đá trên thì nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề thiền định và chúng ta sẽ tự nhận thức được tâm linh, trực giác, tinh thần, thể hiện được bản thân giàu có và thịnh vượng. Loại đá quý màu xanh thiên nhiên này thì nó sẽ được coi là một viên đá có sự thông thái và kích hoạt tâm linh. Nó sẽ làm cho chúng ta tăng sự trực giác, nhận thức, tinh thần minh mẫn và khôi phục sự cân bằng năng lượng trong lưng xa con mắt thứ ba của chúng ta. Thứ tư là đá sodalite. Màu sắc đặc trưng xanh lam có vân trắng, giúp cho tinh thần minh mẫn, thiền định, thể hiện được bản thân, giao tiếp, nhận thức về bản thân, cân bằng cảm xúc, khả năng tâm linh và may mắn giàu có. Nó đóng vai trò như là một cái người dẫn đường trên hành trình cá nhân của chúng ta vậy. Nó cho phép ta đắm chìm trong kinh nghiệm phát triển tâm hồn. Nó kích thích tiếng tùng và con mắt thứ ba giúp chúng ta thiền định sâu hơn. Thứ năm là đá angulite. Nó cũng như một loại đá kia thì nó có màu xanh nhạt, trắng xám, xanh xám, tím, hồng nhạt, đỏ đô nâu. Nó giúp chúng ta nhận thức tâm linh, khả năng tâm linh và những phép chiếu thiên văn, những cái lo lắng, suy nghĩ, thấu thị, thần giao, các cảm. Thì màu xanh nhạt của angulite nó rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Nó tỏ ra năng lượng thiên thần sẽ khiến bạn tràn ngập niềm vui sâu sắc. Nó có một lực chữa bệnh nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, có thể giúp bạn cảm thấy thư giãn.
là một viên đá tuyệt vời cho việc tu hành của chúng ta. Đây là thứ mà nhiều người phải vật lộn để tìm kiếm trên thế giới ngày nay vì nó đang rất là hiếm. Thứ sáu là đá kyanite. Màu sắc phổ biến là xanh lam và trắng. Nó giúp tăng khả năng tâm linh, tăng khả năng giao tiếp, thể hiện bản thân được và mối quan hệ cũng như là thiền định. Và cuối cùng nó sẽ rất là may mắn và giàu có. Kyanite là một tinh thể kết nối đáng kinh ngạc. Nó giúp tăng cường năng lực ngoại cảm và tâm linh, đồng thời nó tạo ra được một liên kết để truyền hạt nhận năng lượng chữa bệnh. Thứ bảy là mắt thần Shiva, màu sắc điển hình nâu đen hoặc là trắng, giúp thiền định, nhận thức tâm linh, trực giác, khả năng tâm linh, giấc mơ sáng suốt, phóng chiếu thần kinh. Tên của loại đá quý này có nguồn gốc từ chúa Shiva, người thường được miêu tả với con mắt thứ ba ở giữa trán. Không có cách nào đúng hay sai để sử dụng đá lưng xa mắt thứ ba. Tuy nhiên thì Thành sẽ cung cấp cho các bạn một vài ý tưởng sáng tạo để đưa chúng vào thói quen hàng ngày của chúng ta ha. Mình sẽ ngồi thiền với những viên đá của chúng ta, đặt những viên đá lên trên cơ thể của chúng ta, những điểm lưng xa mắt thứ ba trên trán giữa lông mày của chúng ta ha. Đặt những viên đá này ở những nơi khác nhau xung quanh nhà của chúng ta, hoặc là đeo những viên đá này như là một đồ trang sức mỹ nghệ, hoặc là sử dụng chúng trong thời gian chúng ta tắm. Đến đây thì mọi thứ về bộ đá lưng xa của mắt thứ ba cũng đã được chia sẻ. Giờ đây thì các bạn có thể tự luyện tập để cân bằng hoặc là chữa lành lưng xa được rồi đó. Còn câu chuyện có thành công hay không thì chúng ta sẽ bàn ở những video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn luôn đầy năng lượng sống và gặp nhiều may mắn.